Ta đối với thánh đế khổ, bây giờ nên học chẳng nên chứng. Ta đối với thánh đế tập diệt đạo, bây giờ nên học chẳng nên chứng. Ta đối với bốn tịnh lự, bây giờ nên học chẳng nên chứng. Ta đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bây giờ nên học chẳng nên chứng. Ta đối với tám giải thoát, bây giờ nên học chẳng nên chứng. Ta đối với tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, bây giờ nên học chẳng nên chứng. Ta đối với bốn niệm

Ta đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, bây giờ nên học chẳng nên chứng. Ta đối với pháp môn giải thoát không, bây giờ nên học chẳng nên chứng. Ta đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, bây giờ nên học chẳng nên chứng. Ta đối với năm loại mắt, bây giờ nên học chẳng nên chứng. Ta đối với sáu phép thần thông, bây giờ nên học chẳng nên chứng. Ta đối với mười lực Phật, bây giờ nên nên học chẳng nên chứng ta đối với bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng bây giờ nên học chẳng nên chứng ta đối với pháp không quên mất bây giờ nên học chẳng nên chứng ta đối với tánh luôn luôn xả bây giờ nên học chẳng nên chứng ta đối với trí nhất thiết bây giờ nên học chẳng nên chứng ta đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng bây giờ nên học chẳng nên chứng ta đối với tất cả pháp môn đà la ni bây giờ nên học chẳng nên chứng ta đối với tất cả pháp môn tam ma địa bây giờ nên học chẳng nên chứng Ta đối với tất cả hạnh đại Bồ Tát, bây giờ nên học chẳng nên chứng. Ta đối với quả vị giác ngộ cao tột, bây giờ nên học chẳng nên chứng. Ta nay nên học trí nhất thiết trí, chẳng nên chứng quả dự lưu. Ta nay nên học trí nhất thiết trí, chẳng nên chứng quả nhất lai bất hoàn A-la-hán. Ta nay nên học trí nhất thiết trí, chẳng nên chứng quả vị độc giác. Hết quyển thứ 331.